cậu bé cầm bút vẽ ngoạch ngoạc theo mẫu, dân mạng xem qua thì khẳng định có tài năng. Đoạn clip của một bé trai nhỏ tuổi trên mạng xã hội TikTok đã nhận về với hàng ngàn bình luận từ dân mạng. Theo đoạn clip, một em bé cầm bút chì vẽ từng chữ liên tục lên giấy theo mẫu để ở phía trước. Đường nét rõ ràng, dứt khoát, rất nhanh chóng, em bé đã hoàn thành được dòng chữ theo mẫu một cách chuẩn chỉnh. Trong những clip khác, bé trai cũng ngồi vẽ những dòng chữ khác. Có thể thấy những nét chữ được bé vẽ ra vô cùng đều đặn và đẹp. Nhiều người lớn cũng phải tốn thời gian 15 đến 30 phút để hoàn thành tùy vào độ khó của chữ. Nhưng với bé trai, chỉ mới mấy tuổi đầu viết được như vậy thì đã rất có tài năng. Bố của bé trai chia sẻ, con trai anh tự nhìn theo chữ mẫu rồi viết, không có ai hướng dẫn cả. Tài năng của cậu bé đã khiến cho nhiều người kinh ngạc. Một số bình luận để lại bên dưới: vẽ nhanh mà đẹp ghê, đẹp hơn tôi nắn nót từng chữ nữa. Nhìn bé vẽ nét chữ có hồn ghê, sau này con sẽ là nhân tài đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh để xem những tin tức thú vị mỗi ngày nhé.